Cũng trong sáng nay, tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho đồng chí Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận Thành ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Kỳ vọng đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực công tác, cống hiến, đồng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.